Tháng cô hồn đừng dạy mà làm việc kiên kỵ này, kẻo xui xẻo, bùa vây, tiền bạc đội nón ra đi. Hoan hỉ chào đón quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Quý vị thân mến, tháng 7 âm lịch là thời điểm âm thịnh dương suy, vạn vật trong trời đất, bao gồm cả con người chúng ta, đều phải chịu những ảnh hưởng nhất định bởi ấp khí tràn lên dương gian. Bởi vậy mà trong thời gian này, các gia chủ thường chu đáo sửa soạn mâm lễ cúng, tất bật dọn dẹp bao sánh bàn thờ để được đón tổ tiên thần linh về nơi thanh tịnh, ban phát phước lành cho gia đạo, hóa giải mọi xui xẻo tai ương. Việc dọn dẹp bàn thờ tưởng vô cùng đơn giản nhưng lại có rất nhiều điều cần phải lưu tâm để không phạm vào cấm kỵ khiến thần linh của trách. Vậy đâu là những điều cần kiêng kỵ khi thờ cúng và bao sái bàn thờ trong tháng cô hồn? Hãy cùng kênh Phong thủy Gia Cát tìm hiểu ngay sau đây. Sai lầm đại kỵ đầu tiên chính là làm đổ vỡ đồ thờ cúng, sự bất kính đối với thần linh. Mặc dù sự đổ vỡ là điều mà không ai trong chúng ta mong muốn, thế nhưng vào tháng 7 âm lịch thì mọi việc liên quan đến đồ thờ cúng, gia chủ đều cần phải hết sức cẩn trọng để không xảy ra những sự cố gây đổ vỡ. Điều này giống như làm kinh động đến sự yên tĩnh của cõi linh thiêng. Dù sự việc này chỉ là vô tình, nhưng cũng sẽ khiến vong linh người đã khuất trách gia chủ. Từ đây, gia chủ có thể gặp phải những phiền toái không đáng có hoặc những khó khăn xui xẻo trong cuộc sống. Quan niệm dân gian cho rằng tháng 7 âm lịch hay còn được gọi là tháng cô hồn là thời điểm âm khí xông thiên. Mọi người, mọi nhà cần cẩn trọng trong mọi việc, chứ không chỉ riêng việc thờ cúng để tránh xui xẻo, thất bại trong cuộc sống, công việc và tổn hao sức khỏe. Thế nên con cháu thường thờ cúng thần Phật, ông bà tổ tiên rất thành tâm để mong được phù hộ độ trì, biến hung thành đại cát. Đại kỵ thứ hai, vào thời điểm này không nên động tới bát hương. Theo các nhà phong thủy học thì bàn thờ là nơi thờ cúng linh thiêng. Ngày thường bạn chỉ cần lau dọn sạch sẽ, chứ không nên tùy tiện động chạm hay di chuyển. Đặc biệt là dịch chuyển bát hương được coi là điều tối kỵ không nên làm, vì các vị sẽ khó an vị để phù hộ con cháu. Trước khi cúng lễ rằm tháng 7, các gia đình lau dọn bàn thờ gọi là lễ bao sái. Mục đích chính là nhằm tẩy rửa, lau dọn sạch sẽ tất cả các đồ thờ từ thời gian bao sái. Tốt nhất nên chọn vào dịp cuối tháng. Bạn cũng cần chú ý phải tắm rửa sạch sẽ rồi bắt tay vào việc đầu tiên. Bày đĩa hoa quả, thắp nén hương xin gia tiên và thần linh tạm lánh để con cháu bao sái bàn thờ. Chờ sau khi hương tàn, hãy bắt đầu công việc. Hãy trải vải đỏ lên mâm hoặc bàn để đưa bài vị, đồ thờ đặt vào đó. Cẩn thận đặt đồ thờ Phật, thần linh, gia tiên riêng rẽ, kẻo lẫn lộn. Sau khi lau dọn bàn thờ, gia chủ cần cẩn thận, khéo léo để không làm dịch chuyển vị trí của bát hương, kẻo tự gây ra tai ương cho chính mình và gia đình. Điều thứ ba cần kiêng kỵ là không được rút chân hương rồi đổ hết tro trong bát hương ra ngoài. Có nhiều gia chủ thường rút chân hương, sau đó rút ngược bát hương để đổ bỏ phần tro ra ngoài. Theo người xưa thì điều này là đại kỵ và làm như vậy rất dễ gây tán tài. Đặc biệt trong tháng cô hồn xui xẻo bùa vây thì việc làm này chẳng khác nào tự tay phá tan tài lộc của mình. Tốt nhất chúng ta nên dùng chiếc thìa nhỏ rút từng thìa rồi đổ ra ngoài, rồi mới rửa sạch bát hương đặt sang một bên. Các nhà tâm linh học cũng cho rằng khoảng 2 đến 3 tháng bạn hãy bao sái bàn thờ một lần, không lau dọn thường xuyên vì khu vực đặt bát hương rất cần tụ khí. Nếu động chạm liên tục thì theo tâm linh cũng không tốt. Điều quan trọng là khi thực hiện việc này phải làm một cách thành tâm, nghiêm túc để thể hiện lòng thành kính với người trên. Tốt nhất quý vị nên làm việc này trước tháng 7 âm lịch. Trong quá trình bao sái bàn thờ và bát hương, hãy kiểm tra thật kỹ xem trong bát hương đã có cốt hay chưa. Cốt bát hương được dùng trong bàn thờ cúng là cốt thất bảo, bao gồm 7 bảo vật quý của nhân gian, được coi là vật phẩm cúng, dường như Phật ngài giáng thế. Khi bát hương có được cốt thất bảo bên trong mới tụ được khí, phù hộ được cho gia chủ bình an, may mắn. Hơn thế nữa, khi có cốt thì việc thờ cúng mới được đúng và linh thiêng nhất. Vậy nên nếu bát hương nhà chưa có cốt thất bảo thì hãy mua ngay về để nạp vào. Thứ hai là các thần tượng như Quan Thế Âm Bồ Tát, thần tài, thổ địa,
thần phát cùng các linh vật phong thủy như cóc, thiêm thư cùng các đồ thờ cúng trấn trạch khác. Muốn phát huy được công năng tốt nhất thì cũng cần phải được nạp cốt, khai quang cẩn thận thì mới có kết quả tốt nhất. Đại kỵ thứ tư, không cho cát và bát hương trên bàn thờ. Trong tháng cô hồn, có rất nhiều gia đình đang dùng cát để trong bát hương thờ cúng. Có lẽ cát là nguyên liệu dễ kiếm, thân thiện với cuộc sống và có giá thành rất rẻ. Đặc biệt, tính chất của cát giúp chúng dễ dàng giữ được chân hương khi cắm xuống, nhờ đó mang tới thuận tiện trong việc thờ cúng. Tuy nhiên, bạn hãy nhớ cát là một vật liệu không được sạch sẽ theo phong thủy. Các chuyên gia cho rằng cát trong bát hương sẽ khiến gia đình không hòa thuận. Đặc biệt, nó khiến mọi công việc bị đảo lộn, gia đình gặp nhiều điều xui rủi trong công việc làm ăn. Khi bốc bát hương, gia đình nên chú ý lựa chọn bốc bát hương cho bằng sạch. Bên cạnh đó, gia chủ cũng nên bốc bát hương bằng tro sạch. Loại tro này cần được đốt rơm hoặc rơm tẩy sạch, bóng đẹp, sau đó sàng lọc nhiều lần để loại bỏ các tạp chất. Chỉ khi đó, nó mới phù hợp với việc thờ cúng của gia đình. Sai lầm thứ 5, đem vứt bỏ lung tung các đồ thờ cúng. Có rất nhiều gia đình còn đem các đồ thờ cúng như bát hương, chén đĩa thờ vứt lung tung. Điều này đặc biệt kiêng kỵ trong tháng cô hồn vì sẽ khiến cho gia đạo đi xuống, tán gia bại sản. Người xưa thường không làm như vậy mà họ quan niệm rằng việc đem cho bát hương cũ, đồ thờ cúng thả sông hồ cho mát hoặc những nơi sạch sẽ với bàn thờ cũ, cây nến, cây hương tiện bằng gỗ sơn son thiếp vàng cổ thì nên hóa đi chứ không nên để nguyên, vứt linh tinh, vừa phạm kiêng kỵ, vừa gây ô nhiễm môi trường. Quý vị thân mến, bàn thờ là nơi vô cùng tôn nghiêm, giúp gia chủ thể hiện tấm lòng thành kính, hiếu thảo đối với các vị thần linh thiêng. Vì vậy mà trong quá trình thờ cúng, dân gian đã đặt ra nhiều điều kiêng kỵ cần tránh, không phạm phải, tất cả chúng ta cần phải tuân theo để gia đạo, ánh hòa, phúc lộc dồi dào, hưng vượng, nhất là trong tháng cô hồn thì mọi người càng cần lưu ý. Bởi có đôi khi chỉ cần một sai sót nhỏ cũng khiến cho mọi công sức đổ sông, đổ bể. Nếu quý vị còn e ngại hay chưa yên tâm, hãy liên hệ ngay với thầy Gia Cát cùng đội ngũ của thầy để được tư vấn cụ thể. Vấn đề thứ nhất, những kiêng kỵ trong việc thờ cúng tại gia. Dưới đây là những điều kiêng kỵ trong việc thờ cúng tại nhà các bạn nên biết để tránh không phạm phải. Kỵ nhìn thẳng vào bàn thờ vì cho rằng như vậy là bất kính. Vì lý do này mà bàn thờ của hầu hết các gia đình đều có tấm im môn hay bức mành, bức chướng che ở phía trước, kiêng kê giường ngủ ở gian nhà giữa, đối diện với bàn thờ. Vì bàn thờ là nơi tôn nghiêm thanh tịnh, kê giường ngủ đối diện với bàn thờ sẽ làm ô uế nơi thờ tự, kiêng để những đồ dùng, những thứ không thanh khiết như quần áo, nón mũ, giày dép lên bàn thờ mà lúc nào cũng phải giữ cho bàn thờ sạch sẽ, có thái độ tôn kính với nơi này. Vấn đề thứ hai, một số món ăn không được thờ cúng trên bàn thờ. Kiêng bày lễ cúng bằng thịt chó, thịt mèo, đỗ đen, bún ốc cua. Vì theo quan niệm dân gian, chó là con vật ăn cả những thứ ế tạp nên không thể lấy thịt của nó làm món ăn cúng các cụ. Con mèo lại là con vật quá gần gũi, thân thiết với con người. Vì nó giúp con người diệt chuột, bảo vệ hoa màu nên người ta không những không cúng bằng thịt mèo mà một số nơi còn kiêng không ăn thịt mèo. Cua ốc là loài sống dưới nước, chuyên sục xuống bùn và ăn những thứ bẩn thỉu, nên người ta cũng hạn chế những món ăn chế biến từ cua ốc là những món không tinh khiết nên không thể bày lên bàn thờ. Vấn đề thứ ba, những cấm kỵ khi đốt vàng mã. Khi đốt vàng mã chính là không đốt hết, kiêng đồ đã bị rách trước khi đốt, kiêng sám thiếu, khấn sai, kiêng quỷ sứ cướp mất. Sở dĩ có tục kiêng kỵ này là do quan niệm dân gian cho rằng nếu đốt đồ mã không cháy hết hoặc làm rách trước khi đốt thì khi xuống âm phủ, những thứ này cũng bị rách nên tổ tiên không hề dùng được. Lúc chuẩn bị đốt cỗ vàng của vị nào thì phải khấn mời vị đó đến nhận. Người ta cho rằng nếu chia thiếu phần của vị nào đó hoặc khánh sai chỗ vàng của vị này sang vị khác thì sẽ bị các vị quả phạt làm cho gia đình lục đục làm ăn không may mắn. Vấn đề thứ tư là lau dọn bàn thờ. Bàn thờ phải được lau dọn sạch sẽ bằng rượu gừng, rượu ngũ vị hương, không nên lau bằng nước lã. Vì rượu gừng hoặc ngũ vị hương có hương thơm, lại có năng lượng dương mạnh nên tính tẩy uế rất cao. Trong quá trình lau dọn bàn thờ, quý vị cũng cần kiểm tra xem bát hương nhà mình đã được nạp cốt thất bảo chưa. Nếu chưa có, quý vị hãy liên hệ với đội ngũ tư vấn của kênh Phong Thủy Gia Cát, thỉnh về để làm cho đúng. Vì bát hương thờ mà không có cốt thì sẽ không lưu giữ được linh khí,
Từ đó, nó làm cho việc thờ cúng không được đúng và không linh thiêng. Kể cả các vật phẩm trên bàn thờ như long quy, cóc, tượng thần tài, thổ địa cũng cần phải được nạp cốt khai quang thì mới hấp thu linh khí, gia trì công đức và tài lộc cho gia chủ. Quý vị thân mến, vậy là chúng ta đã cùng tìm hiểu về những sai lầm đại kỵ cần tuyệt đối tránh khi thờ cúng và lo dọn bàn thờ trong tháng cô hồn để giữ cho gia đạo được bình an, hạnh phúc. Mọi người hãy ghi nhớ rằng một điều thờ cúng cốt thành tâm, chỉ cần chúng ta làm mọi việc xuất phát từ cái tâm và sự chu đáo, cẩn thận của mình thì tổ tiên thần linh sẽ cảm nhận được điều đó. Rất cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau.